Xin chào các bạn, mình tên là Nghiêm. Hiện tại mình đang học lớp giao tiếp bản ngữ của cô Lauren tại BK English. Mình thấy cô rất là dễ thương, tận tình. Những chỗ mình không hiểu thì cô rất là chú tâm để giảng, sao cho các học sinh, các bạn trong lớp đều hiểu. Các bạn rất là hòa đồng với nhau, chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm trong quá trình học tiếng Anh. Ngoài ra thì mình cảm thấy là mức học phí khá là rẻ so với điều kiện của mình. Mình cảm thấy như vậy thì do mình ở ký túc xá nên là việc di chuyển tới trung tâm để học thì rất là thuận tiện cho bản thân mình. Mình cảm thấy đây là một khóa tiếng Anh rất là bổ ích dành cho các bạn ở Bách Khoa nói riêng và tất cả các bạn trong thành phố nói chung.